Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một dự án ăn chia 600.000 token Esteman, tương đương cả giá trị là 45.000 đô nhé. Để tham gia dự án này này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glm.io cho mình. Ok, ở đây thì sẽ có 10.000 người may mắn sẽ chia phôi yêu thưởng là 560.000 token Esteman mọi người nhé. Khá là ngon đúng không ạ? Ở đây bấm login cho mình. Mọi người sẽ bấm login tài khoản Twitter nhé. Kết nối tài khoản Twitter sẽ là bấm đăng nhập cho mình. Rồi, sau khi bấm login thì mọi người sẽ làm nhiệm vụ cho mình follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Kèo ngon không nên bỏ qua nhé mọi người. Tích vào tôi không phải là người máy. Ok, ở đây mọi người sẽ chọn một cái mã gấp ra cho mình. Phòng khách. Rồi bấm tiếp theo. Ok. Rồi. Bấm follow Twitter. Bấm theo dõi. Quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Rồi tiếp tục tích tôi không phải là người máy. Lại chọn mã captcha. Ok. Tweet là bài tweet này cộng với hashtag vào hashtag đây. Đây, gắn thẻ ba người bạn cho mình. Rồi bấm đăng tweet. Ok. Quay trở lại Eros. Bấm tôi đã retweet. Rồi. Bấm tôi đã tweet mà. Chưa tweet à? Ok, đã tweet rồi. Rồi. Bây giờ mình tweet này. Ok. Tiếp theo là tweet về đây. Retweet này. Bấm tweet lại cho mình. Thích này, retweet này. Ok, quay trở lại Eros. Tích cho con copy lại cái retweet này. Ok. Nó bảo tweet à, mình xem nào. Ở đây retweet. Retweet, ok, retweet. Thế thì quay trở lại kênh Twitter này. Mà quay trở lại kênh Twitter cho mình. Sau đây bấm avatar. Bấm vào hồ sơ. Copy lại cái link retweet này. Rồi quay trở lại Eros. Gửi cái link retweet vào đây. Bấm vào con tin. Ok. Subscribe kênh channel Telegram. Bấm đăng ký kênh Telegram. Bấm tham gia kênh. Quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Nhập username của Instagram mọi người vào đây. Sau đó bấm con tin. Rồi ra vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh. Sau đó chat cho mình từ đây. Rồi quay trở lại Eros. Tiếp tục nhập username kênh Telegram mọi người vào đây. Sau đây bấm con tin. Ok, comment. Tweet comment mở lên.
Rồi quay trở lại Aerod Messenger. Ở đây mọi người comment ở trong cái group này nhá. Đây này. Mọi người tìm đến cái link mọi người lúc nãy comment ấy, ở đây mình đây. Bấm vào đây, sao chép liên kết rồi quay trở lại Aerod. Gửi cái link comment mọi người vào đây. Sau đó tích vào con tin. Ok. Subscribe kênh nha. Ủa, mọi người mình chưa đăng, mình chưa vào kênh group ở trên Facebook. Mọi người cần phải join vào kênh Facebook nhá. Mở kênh Facebook lên nào. Đây bấm tham gia nhóm này. Đấy, sau quay trở lại. Tiếp theo là join vào kênh Discord này. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, kéo sang phải này. Không cần verify đúng không? Rồi quay trở lại Aerod luôn. Tích vào con tin. Địa chỉ ví mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Bấm sao chép địa chỉ ví, sau đó gửi địa chỉ ví vào Telegram, gửi vào đây cho mình. Ok, bấm con tin. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một link duyệt để chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án Aerod này nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Aerod ăn chia 45.000 đô token đến từ STman. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. À, chỗ này có một cái nhiệm vụ nữa mọi người làm luôn nhé. Đăng ký kênh YouTube thôi. Rồi, quay trở lại. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.